500.000 một thất 7 TD. TD là viết tắt của gì ta? Tờ này bị gấp một nếp ở giữa. Tờ này thì có giá trung bình trên thị trường nó dao động khoảng tầm 1.700.000 đến tầm 2.500.000. Thất 7 thì ít người chơi, kén người chơi. Đây là chủ nhân, anh tên gì anh? Quang. Anh Quang à? Rồi anh cũng mất công anh mang đến mấy lần liền. Anh ở tận đâu qua? Dạ vâng, ok, cảm ơn. Anh em mình chốt kèo quán này nhá. Dạ. Cảm ơn anh. Hùng bá vô tiền tệ. Dám gọi lại tiền. Ok, tặng anh thêm một tờ tiền cho may mắn nhé.